Xin chào các bạn, hôm nay thì mình lại tiếp tục đi dâm những cái cây giống mà trong vườn đang muốn nhân nhiều lên. Lúc này thì trồng cũng gần hết rồi các bạn, còn một ít nữa thôi. Diện tích đất này nói chung là mình trồng cũng gần kín hết rồi. Còn những cái khu này qua là trồng để chơi hoa muộn và đồng thời giữ giống. Đây là toàn bộ cái vườn hoa hồng nhà mình các bạn. Đấy, trồng sen nó vào. Lúc này thời tiết nó vẫn ấm áp quá các bạn ạ, tranh thủ dâm. Dâm lúc này rễ ra rất là đẹp. Đây là màu vàng đồng các bạn nhé. Mình những cái giống mà nó có ít thì lúc này vẫn phải tranh thủ để nhân nó lên các bạn. Sang năm muốn trồng những cái giống hoa thực sự đẹp thì năm nay lúc này là phải chịu khó cắt nhân giống, nhân liên tục các bạn. Do cái lượng cây bố mẹ là có ít nên là cứ mầm nó nhô lên đến đâu thì cắt đến đấy. Cái hoa thực dược thì nó có những cái thời vụ trồng khác nhau, trồng trước Tết, trồng vào Tết và trồng ra hoa sau Tết. Thì đây là những cái cây hoa mình trồng lúc này thì nó sẽ cho ra hoa vào sau Tết các bạn. Lúc đó thì nó là cái mùa hoa muộn của miền Bắc. Nói chung là còn đất thì mình cứ nhân giống ra để mình trồng thôi. Cái mùa hoa thực dược ở miền Bắc thì nó phải đến tháng 4 âm lịch. Lúc đó thời tiết nó nóng thì cái bông hoa nó mới không còn đẹp sắc nữa. Chỉ còn tháng 2, tháng 3 là hoa thực dược cũng rất là đẹp. Mình cứ trồng để mình chơi hoa muộn và mình giữ giống. Nếu mà không nhân giống lên thì nó có ít thì sang năm lại không có nhiều cây mẹ. Không có nhiều cây mẹ thì lại không có nhiều cây. Không có nhiều cây mẹ thì lại không có nhiều những cái mầm để cắt ra để dâm để trồng tiếp. Nên là vẫn cứ phải nhân giống trồng, trồng liên tục các bạn. Hoa lợ lúc nào thì mình đừng ngắm bây giờ. Thời gian này dâm nó rất là nhanh và dễ, và rễ nó rất là đẹp. Thời tiết mấy hôm nay thì nó ấm rồi, nó không có hanh khô nữa. Trời nó cũng ít nắng rồi các bạn. Có mấy màu lúc này vườn của mình đang có ít, mình đang muốn nhân lên. Đây là cái màu tím trắng là một này. Màu vàng đồng là hai. Màu điều đỏ Hà Lan là ba. Đấy, có ba cái màu ý là mình đang muốn nhân lên. Nhân nhiều lên, càng nhiều càng tốt các bạn, bởi vì những cái bông hoa nó rất là to, rất là đẹp. Mình sẽ nhân những cái giống lên thì sau này mình trồng cắt cành thì mình chọn những cái màu nào hoa to, hoa đẹp thì mình trồng. Còn những cái dòng nào hoa nó kém quá thì mình sẽ loại bỏ dần đi các bạn. Bởi vì nếu mà sưu tầm nhiều quá thì trồng cũng không có chỗ trồng các bạn. Mỗi chỗ một chòm thì mình sẽ hướng tới một cái vườn hoa thực dược. Toàn những cái giống hoa coi như là cho hoa đẹp thôi các bạn. Đối với cái dòng hoa mà nó không được đẹp thì mình sẽ loại dần đi các bạn. Những cái giống mà bông to là mình hay sưu tầm về mình nhân giống các bạn. Những năm trước thì mình lười nhân giống nên là những cái cây giống hoa mà đẹp đẹp một chút, cây bố mẹ nó rất là ít. Nhưng năm nay thì sẽ chăm chỉ như con ong, nhân giống liên tục các bạn, để cho ra những cái dòng hoa thực dược đẹp thì mình cho mình trồng chậu, trồng cắt cành thì nó sẽ đẹp hơn. Hôm nay thì trong vườn thì mình cũng loại đi một số cái hoa nó kém rồi, như dòng biến mốc là mình loại rồi này, mình lại loại tiết dê là mình cũng loại bỏ rồi này, như cái loại màu hồng mà cho hạt là mình cũng loại bỏ này. Đấy, mấy loại là mình loại bỏ khỏi vườn rồi các bạn. Không để lại những cái giống nó kém quá. Cái giống nào mà nhìn hoa nó đẹp một chút thì mình mới bảo tồn, mình mới nhân ra mình trồng thôi. Còn những màu vàng với màu, còn những màu vàng, màu đỏ cờ, lội thì năm nay mình cũng không trồng.
trắng mình cũng không trồng, tím mình cũng không trồng. Nói chung là mình loại đi rất là nhiều. Dòng đó được ra là để mà trồng chơi thì ok, còn trồng mà để kinh doanh, bán hoa cắt cành thì cái giá thành của nó không được cao, nên là mình đã loại bỏ đi rất là nhiều. Mình chỉ chú trọng vào những cái dòng hoa to, hoa đẹp, và khi mình có bán ra ngoài thị trường thì nó được giá thì mình trồng thôi. Đây là cái màu tím trắng này các bạn này. Đấy, mỗi lần cắt chỉ được khoảng độ 15-20 ngọn này, nhưng mình vẫn cứ nhân ra các bạn, vẫn cứ nhân ra để mình nhân nhiều ra sang năm nó mới có giống để trồng. Vì năm nay mình mới trồng cái tím trắng là đầu tiên. Cây mẹ thì nó không có nhiều. Đợt trước mình mua khoảng chục chùm thôi, chục chùm cũ thôi, trồng thì nó cũng chết mất mấy chùm. Còn có mấy chùm mới bây giờ nó cứ ra mầm đâu thì lại cắt dâm lên đấy các bạn. Cái màu tím trắng này mình thấy nó rất là đẹp, mà thị trường nói chung là chưa thấy có ai trồng mấy các bạn. Để nói thị trường Hà Nội này thì hoa cắt cành tím trắng này thì mình chưa thấy bán ở ngoài chợ, chưa thấy bán ở chợ các bạn. Nên là mình thích cái màu này. Bây giờ mình sẽ đi cắt cái màu nghệ. Đây màu nghệ bữa trước mình cũng dâm được một ít ở đây các bạn này. Cái màu nghệ này mỗi năm mình trồng nhiều lắm, sau một thời gian mình bỏ đi mình không trồng, bây giờ mình lại nhân lên. Cũng may là giống vẫn còn ở trong vườn, chưa bị mất giống các bạn này. Nhưng mà 5-6 loại đây các bạn, mỗi loại một chòm này. Bởi vì khi mình nhân giống cái ngọn nó có bao nhiêu thì mình dâm bấy nhiêu. Khi nó đạt cái độ tuổi mình cắt ngọn, mình dâm là mình cắt mình dâm. Nên là cứ mỗi chỗ một tròn. Trồng hoa dược dược này thì các bạn phải nhận biết được cái lá của từng loại. Thì sau khi chúng ta dâm như này, không cần đánh dấu thì chúng ta cũng biết được màu nào đi màu nào. Còn nếu các bạn không nhận biết được qua lá thì khi chúng ta dâm, chúng ta nhân giống thì các bạn phải đánh dấu. Phải đánh dấu từng màu một thì sau này chúng ta trồng nó theo từng luống thì nó sẽ không bị nhầm lẫn, nó không bị lộn màu. Đấy, còn mình thì mình cứ nhìn lá là mình đoán được màu nào đi màu nào. Còn đây là màu nghệ các bạn nhé. Màu nghệ này hoa cũng rất là đẹp, cây rất là khỏe các bạn. Mình tiếp tục mình nhân giống nha các bạn. Những năm trước mình trồng rất là nhiều, sau đó là mình loại bớt đi, thì bây giờ mình thấy cái màu này vẫn đẹp thì mình lại trồng tiếp. Màu này cây sinh trưởng phát triển rất là khỏe và cụ rất là to. Hoa nói chung là nhìn cũng rất là đẹp. Năm mà rồi mình còn có mấy chùm cũ mình giữ lại giống, bây giờ lại nhân ra thì qua năm này thì lại có những cây thực dược nghệ cho hoa lại được chiêm ngưỡng các bạn ạ. Với hoa thực dược này nó có rất nhiều loại, nếu mà sưu tầm thì sưu tầm cả đời cũng không hết được các bạn. Vì các nước người ta lai tạo ra rất là nhiều. Việt Nam mình tiếp cận với những cái giống ngoại nó hơi khó một chút. Nhiều giống rất là đẹp nhưng mình tiếp cận hơi khó. Thì ở bên nước ngoài thì cái giống hoa của người ta rất là đẹp. Mình thì mình thích những cái giống hoa mới lạ, dòng hoa được dược mới nhìn nó đẹp. Còn những cái dòng nó nhập lội lâu năm rồi, trồng ở Việt Nam nhiều năm rồi, nói chung là mình sẽ ít trồng đi, để hướng đến những cái hoa đẹp thôi các bạn, đẹp mới lạ. Đối với những bông hoa thực dược truyền thống thì chúng ta nhìn nó quen mắt rồi. Bây giờ cần phải đột phá, cần phải tìm những cái giống mới lạ nhập về để trồng cho nó đa dạng. Rất tiếc là vườn nhà mình nó chưa có nhiều giống. Bây giờ lại phải đi cắt một số màu khác nữa các bạn.
Video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay, cho mình một like, một đăng ký kênh và nhớ ấn chuông thông báo để đón xem những cái video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.